Và các bạn đến với nhà thờ Nguyễn Văn Phượng để xem giải bóng chuyền hơi giữa đội Hạ Mỗ và đội Thọ Xuân. Bên trái các bạn là đội Hạ Mỗ mặc áo vàng, bên phải các bạn là đội Thọ Xuân mặc quần áo trắng. Set thứ nhất, hai đội đang bắt tay nhau. Giải bóng chuyền hơi do mặt trận Tổ quốc Nguyễn Văn Phượng tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Văn Phượng. Đó bắt đầu. Cú phát bóng đầu tiên của Hà Mỗ. Bạn đang theo dõi trận bóng chuyền hơi giữa Thuần và Hà Mỗ. Điểm cho Thọ Xuân 1-0. Điểm cho Thọ Xuân 2-0. Không qua. Điểm cho Hà Mỗ 1-2. Bóng ra ngoài. Điểm cho Hà Mỗ 2-2. Điểm cho Hà Mỗ 3-2. Cố gắng. Rất hay. Hà Mỗ vừa đánh vừa rồi rất hay. Đơn vị số Hạ Mỗ lên là 4-2. Hay lắm, điểm cho Hạ Mỗ 5-2. Quyền phát bóng Hà Mỗ. Bóng hay. Rất mạnh. Nỗ lực không cứu được. Điểm Hà Mỗ 6-2. Hãy
điểm cho Hà Môn. 8-2 tiếp tục Hà Môn lên điểm. Cho Thọ Xuân 3-8. Đang cách biệt là 5 bàn. Quyền phát bóng Thọ Xuân. Điểm cho Hạ Mỗ 9-3. Ây à, chạm vào người ra. Bóng ra ngoài, điểm cho Thọ Xuân 4-9. Năm nghiêng về Hà Vũ. Điểm cho Thọ Xuân 6-9. Cả 9 đều. Không nhìn thấy về ra rồi. Hả? Ở đấy giờ nhìn được lại không nhìn được. Điểm cho Thọ Hà Bỗ 19. Điểm cho Hà Mỗ 11-9. Vâng, đề nghị là trọng tài chính hay tổ chức cho
vận động viên thi đấu ngay để đảm bảo thời gian cho ban tổ chức. Điểm cho Hà Mỗ 12-9. Điểm cho Hà Mỗ 13-9. Rất hay vừa rồi. Rất hay. Quá nỗ lực. Đó là cái bóng vừa rất hay của Hà Xuân. Rất nỗ lực, rất nỗ lực. Tưởng đã mất rồi. Có hai cú phá cứu bóng vừa rất hay của Hà Xuân. Set thứ nhất Hà Mỗ thắng tỷ số là 15-9. Đổi sân. Và các bạn đến với nhà thi đấu Hiệp Phượng để xem set thứ hai giữa Thọ Xuân và đội Hà Mỗ. Ở set thứ hai, đội Thọ Xuân bên trái các bạn và đội Hà Mỗ bên phải các bạn. Phát bóng đầu tiên là của Thọ Xuân. Điểm của Thọ Xuân 1-0. Điểm cho Thọ Xuân 4-1.
Điểm cho Hạ Mỗ 3-4. Hạ Mỗ đang rút ngắn dần tỷ số. Điểm ra mỗi 4-0. Bóng không qua. Điểm cho Thọ Xuân 5-4. Quyền phát bóng Thọ Xuân. Điểm cho Hạ Mỗ 5-0. Rất nỗ lực. Điểm cho Hạ Mỗ 6-5. Hạ Mỗ đã vươn lên dẫn trước một điểm. Hiệp Thọ Xuân 7-6. Điểm cho Thọ Xuân 8-6. Trận thi đấu tiếp theo trên sân số 1, nội dung đội nữ cảm kết. Mời hai đội tuyển thị trấn và Thọ Xuân vào làn thủ tiêu. Xin mời hai đội tuyển thị trấn và Thọ Xuân vào sân số 1 tiêu. Trận đấu thời thi đấu xong, xin mời đồng chí các vận động viên chúng ta thi đấu xong chúng ta điều đại sân để cho ban tổ chức các trận thi đấu tiếp theo. Xin mời hai đội tuyển thị trấn và Thọ Xuân vào sân làm thủ thi đấu khẩn trương. Sân số 3 mời tất cả
tay cho vận động viên của Tân Cầm Vườn Cộng sản Điện Thoại nhé.